Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về loài gấu Bắc Cực. Gấu Bắc Cực sống ở bờ biển Bắc của Bắc Băng Dương. Đây là một vùng băng lạnh, Arctic. Khi mà biển băng hình thành ở đại dương vào mùa đông, có rất nhiều gấu Bắc Cực, những chú gấu cái mang bầu cũng tiến tới vùng băng để săn mồi. Và các bé có biết mồi của gấu Bắc Cực là gì không? Đó chính là những con hải cẩu hay còn gọi là chó biển. Gấu Bắc Cực là loài thú săn mồi trực tiếp của hải cẩu. Gấu Bắc Cực thường rất yên ắng trong mặt nước, trong những hố băng có tiếng thở của hải cẩu biển, và nó đợi cho đến khi hải cẩu biển ngoi lên mặt nước thì nó sẽ săn những chú hải cẩu này. Gấu Bắc Cực cũng thường săn bằng việc bơi xuống dưới băng. Nhưng hiện nay thì khí hậu thay đổi làm điều kiện sống của hải cẩu trở nên khắc nghiệt hơn trong việc săn mồi. Và bởi các tảng băng thường tan sớm hơn và cái việc hình thành băng thường muộn hơn so với trước đây, không có băng, gấu Bắc Cực phải tìm những nguồn thức ăn khác, và những nguồn thức ăn này thường ít dinh dưỡng hơn. Khi gấu gái mang bầu thì chúng thường làm tổ ở dưới tuyết, nơi chúng có thể sống trong cả một mùa đông lạnh để sinh nở, và chúng thường sinh từ 1 tới 3 con gấu con. Đây là một chú gấu con sống ở Tulsa, Oklahoma. Vào mùa xuân thì các mẹ gấu sẽ theo sau các chú gấu con để bảo vệ những chú gấu con này và dạy các chú gấu con cách săn mồi. Gấu Bắc Cực có ở Mỹ, Canada, Đan Mạch, Na Uy và Nga. Vào những năm 1973 thì tất cả các nước này cùng đồng ý ký vào hiệp ước để bảo vệ loài gấu Bắc Cực.